Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Sài Gòn TV. Và dạ, mến chúc tất cả các bạn đang xem video thật nhiều sức khỏe. Và hiện tại thì mình đang có mặt ở góc ngã tư Nguyễn Tri Phương với Ngô Gia Tự cả nhà. Hôm nay mình sẽ đi từ ở góc ngã tư Nguyễn Tri Phương này đi về Ngô Gia Tự. Mình sẽ review một khu chợ tình, một cái khu đèn đỏ nổi tiếng ở quận 5 này cho cả nhà mình cùng theo dõi nha các bạn. Và dạ, ở đây là hướng này, hướng đi về bệnh viện ở trên quận 5 đó các bạn. Đây là đường Ngô Gia Tự các bạn. Hai bên đường nó rất là tối, rất là tối, mà ở đây có rất là nhiều chị em, những cô gái chân dài ở đây phục vụ hành nghề đây nè các bạn. Mình đi một đoạn nữa mình sẽ gặp những chị em, mình sẽ review cho cả nhà mình cùng xem nha các bạn. Dạ, ở phía trước này là nó có một cái ký túc xá nè các bạn, hai bên chị em mình đứng ở đây rất là nhiều luôn đó. Mình sẽ đi dài lên đây nha các bạn, nó xa xa ở phía kia có những chị đứng nữa các bạn, có những chị em chân dài đứng ở đây đó. Ở khoảng đường này bị gì các bạn biết sao, mấy chị em ở đây đoạn đường này rất là vắng các bạn, rất là vắng đó. Và có một em dài đó có bắt được khách cái gì đó các bạn, không phải bốn phòng sao dạ. Đó, mình sẽ đi bắt đầu, bây giờ mình sẽ đi dài lên đây nữa các bạn. Hai bên đường này rất là vắng các bạn, nó rất là vắng, nó rất là âm u luôn, không có đèn đường, cho nên là rất chị em đứng ở đây rất là nhiều luôn các bạn. Đó các bạn thấy không, có một em chân dài ngồi trên xe ngồi đợi khách đó các bạn. Đó các bạn thấy chưa, đây có một bạn bắt được khách đây, đang chào mời khách đây này các bạn đó. Thấy bạn thấy không, dạ. Đó, mình sẽ đi dài nha. Trước này có một cái ký túc xá của trường đại học đó các bạn, ngay cái góc ngã tư Nguyễn Tri Phương Ngô Gia Tự này với Ngô Quyền đó, ngay cái gốc cây này các bạn, rất là nhiều dê em đứng đây luôn các bạn. Tại hôm nay mình đi mình không gặp đây, mình sẽ đi tiếp ở đây các bạn, mình sẽ đi tiếp ở đây là tới đi về Đại học Y Dược đó các bạn. Phía bên tay trái mình đó là bệnh viện Đại học Y Dược của Hồng Bàng đó các bạn. Và mình sẽ quay qua đây là mình sẽ đi về đường Ngô Quyền, mình sẽ đi ra ngoài Nguyễn Chí Thanh các bạn. Đây mình đứng đây góc ngã tư này các bạn đó, mình sẽ quay qua bên đây, nó dính đèn đỏ các bạn, mình đợi các bạn đợi mình xíu. Ngay góc ngã tư Ngô Quyền Nguyễn Tri Phương này, cái Ngô Gia Tự này có rất nhiều chị em ở đây nữa bạn. Không phải là chị em đậu đây không, có đi xe sang chảnh luôn, sẽ thấy những anh nào mà nghi vấn là mấy chị trời đấy là rủ rê đi khách sạn đi vui vẻ liền đó các bạn, rất là hay. Cái chị em ở đây hành nghề rất là chuyên nghiệp các bạn. Đây là đường Ngô Quyền đó các bạn, đường Ngô Quyền hướng này sẽ đi về ở Nguyễn Chí Thanh đó các bạn. Các bạn hai bên đường này rất là vắng thế các bạn. Đó, ACB. Ở phía trước xa xa kia có một cô đứng ngay gốc cây đó các bạn. Đó, các bạn có một chị đứng ngay gốc cây đó, đại đó. Đó các bạn. Rồi mình sẽ đi hút cỏ đây nghe các bạn. Có một em này đi ở dưới lộ nữa nè. Có một em đã từ xa đã thấy một anh trai nào thả xuống nè. Đó, em đi tưng tưng chắc kiếm chỗ nào phục vụ tiếp, đi chỗ nào đứng kiếm bãi đáp đó các bạn. Em đeo khẩu trang không thấy mặt luôn. Em thì sang quá, mặc đồ vip quá các bạn. Ở phía trước mình đây là chung cư Nguyễn Chí Thanh đó các bạn. Chung cư này rất là cũ rồi các bạn. Ở phía trước mình đó là đường Nguyễn Chí Thanh, ngã tư ngã ba Nguyễn Chí Thanh với Ngô Quyền đó các bạn.
Hoàng Nguyễn Chí Thanh với Ngô Quyền nha. Cái đường hồi xưa, cái lúc trước cái đường Ngô Quyền này không có nhiều đâu, không có nhiều chị em đứng nè. Nhưng mà bây giờ ở ngoài Nguyễn Chí Thanh nó đông quá, nó ồn ào quá là chị em đứng ngoài ngại hay bắt không bắt được khách hay sao? Giờ chị em mình sẽ đi ngược vào trong này hết, đi ngược vào trong Ngô Quyền với Ngô Gia Tự. Cái khúc đoạn cuối của Ngô Gia Tự này nè bạn. Còn Ngô Gia Tự ở bên quận 3 ở bển thì nó nhiều nhà dân quá, chị em phục vụ không được. Anh trai nào mà muốn đổi gió hay muốn chữa lành gì thì cứ đi lại trong khúc Ngô Gia Tự với Nguyễn Chí Thanh này nè. Nghe các bạn, đây mình sẽ rẽ về ngõ Nguyễn Chí Thanh này đó các bạn. Nguyễn Thanh này hướng đi về quận 11 rồi các bạn. À, mình sẽ đi thẳng về đây vậy. Khi nào gặp những em gái nào xinh tươi mình sẽ tiếp cận lại, mình sẽ review cho các bạn cùng xem nha các bạn. Hai bên đường Nguyễn Chí Thanh có nơi vắng, không gặp chị em, không gặp em gái xinh tươi nào hết. Hai bên này giờ này khuya các bạn, đã đóng cửa hết rồi các bạn ơi, còn một chút sạp xịt lô, chỉ còn những hàng quán ăn uống thôi, chứ còn nhà dân thì người ta đóng cửa rồi đó. Ở phía trước đó các bạn thấy không, có một chị đó đậu xe rất là VIP, mình đắp cho mé, mình làm bộ mình tiếp cận đây, mình review cho các bạn cùng coi nha, cùng xem nha. Đó, thấy các bạn, để mình zoom gần lại đó, rất là mát đúng không các bạn, rất là xinh tươi luôn. Bốn xị một nháy các bạn, ba xị là chị em mình phục vụ tận tình rồi các bạn. À, ba xị là chị em mình sẽ phục vụ tận tình các bạn luôn. Ở đây là nơi để chữa lành cho các bác mình đó, các bác mình nào mà muốn chữa lành thì cứ lại đây, ở đối diện nhà máy bia các bạn. Nếu mà đi đi Nguyễn đi mà Nguyễn Chí Thanh thì đối diện nhà máy bia các bạn, đối diện nhà máy bia rất là nhiều các chị em ngồi đứng này đó, thấy không các bạn, chị em mà rất xinh tươi, rất là sang, đi xe rất là xịn luôn. À, đủ đủ mọi tầng lớp và đủ mọi thứ tuổi hết. Hai ba sĩ thì lớn tuổi một xíu, còn bốn năm sĩ thì hơi trẻ trẻ một xíu. Các bạn nào thích cái gu nào thì cứ lại đây đủ cho các bạn lựa chọn. À, cái hướng này đi về quận 11 đó bạn, đi về quận 11 sẽ đi ra ngoài bệnh viện Chợ Rẫy đó các bạn. Đi một đoạn nữa mình sẽ tới bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh viện Chợ Rẫy thì lúc nào cũng đông đúc các bạn ơi. Thời buổi bây giờ người ta bệnh nhiều quá các bạn. Mà bệnh nếu mà vô một khi đã vô tới bệnh viện Chợ Rẫy thì toàn là những bệnh ngặt nghèo không các bạn. Những bệnh ngặt nghèo không, những bệnh rất là nguy hiểm. Mà bệnh viện Chợ Rẫy thì mình nói rồi chứ không nói được, nó đông gấp mấy lần cái chợ Bến Thành luôn các bạn. Nó đông khủng khiếp các bạn, chưa có bệnh viện nào đông như bệnh viện Chợ Rẫy. Ồ, khi đã vào tới bệnh viện Chợ Rẫy thì thập tử nhất sinh rồi đó các bạn. Bây giờ mình ăn uống không tốt, ăn uống những vật, ăn uống những thức ăn bẩn, những thức ăn không không lành mạnh, rồi cuộc sống không lành mạnh đó các bạn, cho nên là rất bệnh, rất là nhiều chứng bệnh nan y các bạn, bệnh rất là nhiều luôn. Đi hồi hồi mình tới cổng bệnh viện Chợ Rẫy, mình sẽ quay một vòng bệnh viện Chợ Rẫy cho cả nhà mình cùng xem nha các bạn, rất là kinh khủng. Khi mà mình lại tới cho bệnh viện Chợ Rẫy này, mình nhìn cái là mình về sống cái đó, mình hết muốn ăn thua, hết muốn cạnh tranh với đời các bạn. Đây các bạn, trước đây là cổng bệnh viện Chợ Rẫy đó các bạn. Đó, các bạn, cây cầu bắc ngang của bệnh viện Chợ Rẫy. Gì? À, đó các bạn, đây mình sẽ quay một vòng bệnh viện Chợ Rẫy cho cả nhà mình coi. Đây là khuya rồi đó các bạn, gần 10 giờ đêm rồi đó bạn. Bệnh viện Chợ Rẫy mình đông tầm đó đó các bạn, thấy không, đèn sáng mỗi tầng một, không một cái đèn một phòng nào tắt luôn các bạn. Đó, ở đây là cái cổng D hay là cổng gì, cổng của Nguyễn Tri Phương nữa, của cổng Nguyễn Chí Thanh đó các bạn.
Nó tới 6 cổng rồi. Bệnh viện Chợ Rẫy tới 6 cổng rồi nãy nè. Một bệnh viện nổi tiếng và bệnh viện đông nhất bệnh nhân ở Sài Gòn. Rất là kinh khủng các bạn thấy không? Giờ này những người mà nuôi bệnh nhân ra đây ăn uống, ra ăn rau cháo cầm cự để nuôi bệnh nhân đó các bạn. Đó là nhà xe, đó là nhà gửi xe của bệnh viện đó các bạn. Những anh xe công nghệ ngồi đây rất là nhiều các bạn. À, mình xin quay ngược trở về nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha các bạn.